lầm lỗi anh ơi. Xuôi chuyến xe anh về nhà quen xưa miền Trung, nhớ bóng che quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió reo. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó, mà người xưa có còn không? Hay đã đi theo chồng về nơi xa tận xa, anh muốn thăm một lần cho lòng vơi bớt bâng khuâng. Gần tròn 10 năm qua, anh vẫn còn dây dưa vì trời xui khiến anh vội. Bao năm dần trôi, thương đời em đã đổi, chờ anh chi em ơi, qua đời con gái rồi. Anh đưa mắt nhìn em, sao em buồn không nói? Còn giận là còn thương, còn đau là còn nhớ. Chuyện tình đã quên, đừng níu kéo dài thêm. Thôi cho anh xin, đừng nói câu tỏ lỗi. Đời riêng anh đây, đã một lần bước vội. Anh trách chị em, duyên đời bao lầm lỡ. Còn nặng tình xưa, vừa đau buồn duyên số. Mình tìm gặp nhau, đừng thức lại tình đau. Thôi có quên chuyện buồn, vui giữ ấm ngày xưa. Biết nói sao cho vừa, chuyện tình như nắng như mưa. Nhưng như ước nguyện ngày xưa, anh đừng vì bao nhớ. Tình duyên kết sẽ do trời. Xin được mến chào tất cả các bác. Em vừa test một cái combo để trước khi về lắp đặt cho anh Hồng các bác nhé. Ở chung cư Taco Xuân Phương các bác nhé, gồm một cục đẩy B3 A7 cộng, một thương hiệu rất là nổi tiếng các bác nhé, từ Đức. Và vang Sansui E80, vang Sansui E80 các bác nhé, thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật. Với mẫu này thì có 4 kênh, bên em hỗ trợ cài đặt đầy đủ các bác nhé. Lát anh em qua thì sẽ chỉnh thêm để cho phối hợp tốt nhất với cái đôi loa BMB của anh. Tất cả bên em tặng full dây jack các bác nhé, vì chỉ việc đấu nối và sử dụng thôi. Vâng, rất là cảm ơn anh rất là nhiều. Các bác nào có nhu cầu với những combo như vậy thì cũng có thể liên hệ với bên em qua số hotline 0977 434361 các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.